Con thấy mẹ đã, con thấy mẹ có nhiều việc nữa hả? Còn sao con? Chứ mẹ đang biểu con hai tay mà sao con đi lại đây hả? Biết lỗi có bị chưa hả? Mẹ bảo con khoanh tay con đi lại đây làm gì hả? Ừ. Chỉ có phá thôi, nghịch ngợm lắm. Càng ngày càng nghịch, nói không nghe. Mọi lần chắc là chỉ có bới thôi mà. Đi mẹ xem nào, đi mẹ xem nào.